Thực hư thông tin Taeyeon SNSD hẹn hò với Mỹ Nam Ravi VIXX. Vào sáng ngày 27 tháng 12, tờ Chinese 24 của Hàn Quốc đưa tin Taeyeon SNSD và Ravi VIXX đã hẹn hò được một năm. Được biết, cặp đôi đã quen nhau qua một người bạn chung và đã cùng nhau đón Giáng sinh trong năm nay. Đáng nói, Ravi kém Taeyeon 4 tuổi, không khỏi khiến dân tình dậy sóng vì cho rằng nữ ca sĩ lặp lại lịch sử hẹn hò bạn trai kém tuổi như hồi yêu PS Hyun. Tờ báo này cũng đã đưa ra những hình ảnh bằng chứng hẹn hò của cả hai. Theo nguồn tin, cặp đôi từ mối quan hệ tiền bối và hậu bối đã phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 12, Ravi tới khu căn hộ của Taeyeon và ngạc nhiên là anh biết rõ mật mã thang máy để đi vào căn hộ của Taeyeon. Sau đó, cả hai cùng rời căn hộ, đến siêu thị gần đó mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh, rồi cùng nhau đi về căn hộ của Ravi ở Seolyun, Gangnam. Trên đường đi, cặp đôi liên tục có những cử chỉ thân mật. Chi tiết hai tài khoản Instagram của thú cưng nhà Taeyeon Ravi follow nhau cũng khiến dân mạng nghi ngờ. Trên Instagram, Taeyeon Ravi vốn đã theo dõi nhau từ lâu và thường xuyên tương tác. Nữ idol sinh năm 1989 thường xuyên thả tim ảnh của chàng rapper kém 4 tuổi, khiến nhiều người trước đó tưởng cả hai chỉ là bạn thân. Ravi cũng từng đến làm khách mời chương trình Amazing Chef Today, nơi trưởng nhóm SNSD là thành viên cố định. Cách đây chỉ vài ngày, Taeyeon cũng đến làm khách mời cho chương trình radio của Ravi. Hai nghệ sĩ thường xuyên chụp ảnh chung thân thiết. Một YouTuber đã chỉ ra hàng loạt chi tiết phản bác căng đét, cho thấy cặp đôi đã thực sự hẹn hò và chỉ phủ nhận cho qua. Cụ thể, YouTuber này cho biết Ravi và Taeyeon quen nhau qua Hyeri vào tháng 12 năm ngoái. Chương trình Amazing Chef Today và Radio Question Mark giống như kỷ niệm hẹn hò của hai người khi Taeyeon Ravi không ngại ngùng thể hiện sự thân thiết. Tuy nhiên, vào trưa ngày 27 tháng 12, đại diện công ty quản lý Drovlin của Ravi, VIXX, chính thức lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò giữa nghệ sĩ của mình và nữ ca sĩ thần tượng hàng đầu Taeyeon SNSD. Phía Ravi cho biết, đúng là cả hai đang quen nhau, xin tránh đưa những bài báo suy đoán sai lệch để cặp đôi có thể tìm hiểu nhau trong êm đẹp. Thế nhưng, trước đó SM Entertainment đã chính thức lên tiếng về loạt tin đồn hẹn hò của Taeyeon. Trả lời truyền thông, SM cho biết, cả hai chỉ là quan hệ đồng nghiệp thân thiết và đang cùng nhau làm chung sản phẩm âm nhạc với nhau. Thông tin này đã khiến các fan K-pop hoang mang chóng mặt bởi Drovlin chính là công ty do Ravi thành lập và làm chủ, nên các fan rất khó hiểu trước sự bất nhất thông tin này. Thêm nữa, nguồn tin là từ một người quen của Ravi cũng khiến các fan đặt dấu chấm hỏi lớn. Và y như rằng, ngay lập tức sau đó, phía Drovlin lại một lần nữa phải ra thông báo, chính thức tuyên bố Ravi và Taeyeon không hẹn hò, cả hai chỉ là tiền bối, hậu bối thân thiết. Một điều thú vị là trái với các tin đồn hẹn hò thường gặp, Taeyeon và Ravi lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo các fan vì cả hai rất dễ thương, tương xứng cả về tài năng, ngoại hình và cả hai đều được lòng fan. Nhưng xem ra với những nỗ lực phủ nhận từ phía hai công ty thì cặp đôi chị em này không hẹn hò với nhau thật rồi. Taeyeon sinh năm 1989 và là người hát chính trong nhóm nhạc SNSD. Cô sở hữu lượng fan đông đảo nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát nội lực. Với chất giọng tốt, ngọt ngào, Taeyeon sớm được theo đuổi sự nghiệp solo. Và hầu hết sản phẩm âm nhạc của cô đều được công chúng đón nhận với thành tích tốt trên các bảng xếp hạng. Về đời tư, trước đây, Taeyeon từng vướng nhiều tin đồn tình cảm với các nam idol đình đám như The Dragon, G.I.G. Junsu. Vào năm 2013, cô từng thừa nhận hẹn hò với Park Hyun, EXO. Đến tháng 9 năm 2015, họ chia tay vì không chịu nổi áp lực dư luận. Chính vì thế, mọi thứ về anh chàng Ravi đang được cư dân mạng quan tâm hơn bao giờ hết. Ravi là ai mà khiến Taeyeon mê như điếu đổ? Ravi tên thật là Kim Won-sik, sinh năm 1993, kém Taeyeon 4 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Seoul, Hàn Quốc. Gia đình của Ravi có 4 người, gồm bố, mẹ và một em gái. Ravi là rapper kim dancer chính của nhóm nhạc VIXX, nghệ danh mà anh chàng tự đặt cho mình có nghĩa là quyến rũ. Nam ca sĩ được đánh giá là đa tài đa nghệ khi có khả năng viết và tham gia vào việc sáng tác các ca khúc cho VIXX kể từ khi ra mắt và được ghi nhận trong mọi album và mini album với tư cách là nhạc sĩ hoặc nhà soạn nhạc. Ravi từng tham gia show truyền hình Show Me The Money mùa 4. Điều đáng nói, Ravi nổi tiếng khi đứng thứ 3 trong top các nghệ sĩ idol sở hữu số lượng ca khúc có bản quyền nhiều nhất. Bên cạnh đó, một số thông tin khiến nhiều người quan tâm chính là việc Ravi có hai cậu bạn thân chí cốt là Kai, EXO.
và Taemin Shinee. Kai lại chung nhóm của Park Hyun, tình cũ của Taeyeon. Điều này khiến dân tình khá tò mò về việc Ravi và Taeyeon đã đến với nhau như thế nào. Ravi sở hữu nhan sắc lạnh lùng, có chiều cao 1m85 cùng gương mặt điển trai. Nam ca sĩ có vô số khoảnh khắc khiến fan girl xao xuyến và visual ấn tượng. Gương mặt nam tính của Ravi nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ. Từ những bức ảnh đời thường cho tới ảnh tạp chí, Ravi đều gây ấn tượng mạnh mẽ với visual lạnh lùng, sắc sảo. Tuy nhiên, điều khiến Ravi quyến rũ hơn chính là body 8 múi cuồn cuộn cực kỳ sexy. Trong nhiều concert, anh chàng khiến chị em hú hét khán giọng vì quyết định cởi áo khoe cơ bụng. Vóc dáng của Ravi quả thật không thể đùa được đâu. Không chỉ các cô nàng, đến cả các fanboy cũng phải ngưỡng mộ body 8 múi, chứng minh cho quá trình tập luyện cực kỳ chăm chỉ của anh chàng.